Hello các bạn, hôm nay nằm nhà chán các bạn. Bạn thấy rồi đó, ở đây Tết chắc cũng không được đi đâu, đi mà chẳng biết đi đâu á. Giờ vô Sài Gòn cũng đã thấy rồi, vô trung tâm cũng đã thấy rồi, cái chán quá đi thôi. Giờ mình đi về nhà Phụng Ngáo mình chơi mà, từ đây vô Tháp nha, 200 cây, đi luôn. Về nhà đó với đâu được đi chơi này lúc này lúc kia cũng được à, mình có hú thêm con viên khùng đi đi cho vui à, xuống đó quẩy banh nhà phụng luôn bạn à. Bây giờ ở đây không biết làm gì đó, ăn cứ nằm ngủ riết như heo bây giờ à, mình chuẩn bị đồ hết rồi à, chuẩn bị giọt luôn mà bây giờ là tại cái phòng mình nó tối á, cho nên bật đèn suốt à. Bây giờ mà cũng 1 giờ trưa nha các bạn, 1 giờ trưa ngày 30 đó. Ngày mình đang làm clip mà nó YouTuber rồi, đang cọc nhậu gì chỉnh à, bây giờ mình chuẩn bị mình đi mà chạy xuống điện con bấm thúi kia rồi. Bây giờ là chuẩn bị giọt thôi rồi à, các bạn theo hành trình mình đi từ đây về nhà Phụ Ngán bạn. Khi mà có cái con thúi đi theo nữa, chắc bành chành cái xe của mình luôn đó. Cái nó đột ngột các bạn, chứ không phải là mình cũng chưa có muốn đi, tại đột ngột quá nên xe mình cũng chưa kịp thay nhớt thay nhau thì kệ, để đổ xăng dọn luôn rồi. Chào bạn nha, mình đi đây. Biết nó ra chưa nữa, cái con nhỏ này. Giờ này mà nó còn chuẩn bị đồ, bạn chuẩn bị các bạn xem nó đem 1 ký đồ, đem 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 chắc cái ba lô nó phải là 10 ký, mười mười mấy 20 ký có. Cho bạn xem đường dằn quá, biết cái ra chưa nữa, ra rồi nè bạn. Trời ơi đó, đâu ba lô đâu, quay coi. Trời ơi đi có 2 ngày mà ba lô kìa, tôi lạy mẹ luôn á, sợ thiệt. Từ hả? Rồi. Cho lên con xe thôi, chở heo đi, chán lắm. Đúng cái gì dai bà nội. Đấy, mấy mày. Bỏ ba lô trước nè. Rồi cái này mén tao. Thôi mình để mình chuẩn bị đồ cho nó các bạn. Chỉ chân các bạn, còn khoảng chừng có mấy chục cây nữa tới nhà Phụng rồi đó. Giờ dừng chân nghỉ uống nước thôi đó. 81 rồi đi ngược đường bạn. Đi chuẩn bị đồ chơi luôn, rút cho mình chìa khóa đó. Cho em chai xì tinh vậy, uống gì à Duyên? Chai xì tinh luôn, 2 chai xì tinh luôn. Giờ ngồi nghỉ xíu rồi đi tiếp nha bạn.
đuối luôn á. Do phần đi trời mưa nè, đường xấu nè, nên đi hơi bị lâu. Đó, mình vác bằng ba cái này nè bạn. Con này nó không có dụng đậy gì hết á. Lạy hồn luôn á. Nó còn nó khùng ghê. Cái kiểu là đi chống dịch mà giống như đi chạy nạn vậy đó. Đi chống dịch mà như chạy nạn các bạn. Mà chống dịch chạy nạn cũng như nhau mà không khác nhau chỗ nào đâu. Những bạn nào mà bây giờ các bạn như là đây, nhà máy gì đây mình không còn biết, nhưng mà những bạn nào mà ở gần Tràm Chim chắc chắn sẽ biết cái chỗ này đó. Chỗ này thôi đặc biệt các bạn. Không thấy con chim nữa trơn không ơi. Mới có chim. Mới con chìm đứng. Mới con chìm để cánh đó. Thôi bây giờ là mình chạy coi tới Tràm Chim rồi các bạn. Khoảng chừng cả 15 phút nữa là mình tới Tràm Chim. Tại còn 20 cây thôi. Và còn về nhà tới Phụng Áo thì chắc cũng phải tầm 45 phút nữa tới. Tại nhà nó bên Bến Phà các bạn. Thôi chuẩn bị mình lên đường đây. Rồi các bạn tiếp tục theo cái hành trình tụi mình nha. Chào các bạn nha. Bây giờ hai đứa mình cũng đã tới ngày của ngập, gần tới ngã ba An Long rồi các bạn, cũng gần tới nhà cậu rồi. Thì tụi mình tính mua quà. Mua quà về biếu nhà cậu các bạn. Hôm qua đó mình coi. Mình mua một giỏ. Gì vậy? Ai điện á? Chắc là mẹ Phụng gọi gì vậy? Tới đây mình mua nha các bạn. Đây là quà nè các bạn. Toàn là bánh cũng không có rượu. Mẹ cô. Là mẹ Phụng đúng không anh? Đúng rồi. Sao mà toàn nước ngọt không vậy? Sao tương ngọt nhưng mà nước ngọt không à bé ơi. Ê, Duyên. Sao còn nước ngọt không vậy? Rồi hả? Có nước ngọt không người ta? Dạ nước ngọt không mà tại ở đây ta chuộng nước ngọt đó anh. Dạ. Dạ. Mà cái chỗ này nó chuộng chuộng bia, chuộng bia chuộng rượu. Nhưng mà nhà cũng có rượu. Nước ngọt không được. Hay là giờ anh kêu gì? Có ngọt thì nó không được đâu. Bánh này bự. Bánh này nó ngọt này nè, chỗ này nè. Này cũng vậy thôi, này có trà nữa nè. Này trà đúng không ta? Đây là cái giỏ này. Lấy cái đó. Lấy này nè. Cái giỏ này nhiêu vậy? Không có rượu các bạn ơi. Toàn là nước ngọt với lại trà không à.
Còn này là cái gì ta? Hộp này hộp gì vậy? Hộp hộp không, có hộp để đựng. Dạ, hộp này hộp yến hả? Dạ. Hộp này à? Lấy hộp đó đi. Dạ, nè, có giá trên nè. Mình lấy giỏ này nha các bạn. Giỏ này có gì vậy ta? Thôi mình lấy giỏ kia nha các bạn. Trả tiền nghe chứ. Thôi, đưa giỏ. Nè, giỏ này cho mấy bạn chơi ơi, coi nè. Ê như là người hầu của nó vậy đó. Ê, đó là giỏ tôi bà nội. Cái giỏ của cái bóp của Duyên hả? Tưởng đâu rồi, bây giờ mình lấy vỏ này xong mình đi tiếp nha các bạn, gần tới nhà phục ngáo rồi. Rồi về tới nhà nó tiếp tục đi. Ngay chóc luôn. Còn lâu đi vậy mà cũng ngay chóc luôn á. Thấy chữ bến phà chà bá luôn. Biết đường vô chưa? Đó. Biết đường vô chưa? Có người chỉ thì biết. Đó, chạy qua luôn. Tới. Tới nữa. Đó, quẹo. Quẹo phải, quẹo cái hiểm. Quẹo. Đi vô đây hả? Ừ. Nhớ rồi, anh nhớ của chị Nguyên Anh ở chỗ này nó bánh canh cái gì nè. Sắp tới nhà nó rồi các bạn. Sắp tới nhà phụng áo rồi. Đám bữa vô lụm mớ xoài ở đây nè. Đây. Đó, chưa tới nhà. Ủa, sao giống quá vậy? Đâu cái nhà nó đâu. Ủa, giống thiệt chứ bộ. Giống cái gì? Giống nhà phụng. Đó, nhà phụng nè. Đây, kia kìa, cái nhà mấy hi xì đó đó. Tao. Hello. Bạn coi Phụng à. Bởi vì anh ghé. Thằng Long của anh đó hả? Anh nói chuyện kìa anh nhé. Coi nè. Nó đi với nó mà đi vậy nè. Mẹ cho con vô nhà bạn, coi Phụng ngáo bạn. Sao mày? Rồi ôi. Chào bạn Duyên con. Cún. Đây mừng kìa, trời nó mừng kìa. Trời ơi. Trời ơi. Cái trò vậy luôn á. Con nó đẻ luôn rồi đó. Trời ơi. Cuộc hành trình đó là hành xác. Mày coi người tao nè. Phải hành xác không? Không còn chỗ nào để trèo lên người nữa đó. À, đi với con mẹ nó hành tao dã man thì chứ. Trời ơi. À, mừng luôn nè. Đây là clip nè. Trời ơi. Coi. Chó gì mà thấy không sủa giờ chết rồi. Hả? À, các bạn mình tới nhà đó các bạn. Rồi mình dừng hành trình từ đây. Bắt đầu là hành trình mới bắt đầu quậy bên nhà nó.